đi làm, người ta rầy mình trật tiếng đâu có sao, người ta nói thêm mình tiếng đâu có sao, mỉm cười làm việc đi. Mình cần cái công việc, cần có tiền lo cho đời sống, hơn thua gì ba chuyện đó. Còn nếu bị bà chủ la mà la rầy tầm bậy, chuyện thường. Nếu mà la rầy trúng hết thì đâu có chuyện, phải không? Cái chủ mình không nói gì nói kệ, cố gắng đừng để cho người ta nói mình làm cái đàn ông.